Xin chào, đây là Bốp Không Gian. Anh ấy đang đi du lịch khắp nơi và nâng tạ. Ở đây trên trái đất, anh có thể nâng 68kg bằng số cân nặng của anh. Anh không phải là vận động viên bài bản hay gì cả, chỉ là một chàng trai bình thường. Được rồi, đi thôi Bốp, để xem anh nâng được bao nhiêu ở những nơi khác trong vũ trụ nhé. Điểm dừng đầu tiên, mặt trời. Nóng như Hà Nội lúc này vậy, tôi đùa tí thôi. Dù sao Bốp cũng là người máy nên anh có thể chịu được. Mặt trời không có bề mặt rắn nên anh sẽ không rời tàu vũ trụ. Một chiếc donut 100g sẽ nặng 2,7kg trên mặt trời, nặng gấp 27 lần. Tất cả là do khối lượng và mật độ. Khối lượng càng lớn, mật độ càng cao, trọng lực cũng tăng. Phắn thôi, Bốp ơi. Điểm dừng tiếp theo, sao thủy. Trọng lực ở đây yếu hơn nhiều. Khi Bốp nhảy lên cân trên sao thủy, anh ấy nhẹ đi 2,5 lần. Khủng thật đấy. Tại đây anh có thể nâng được 170kg, ngang với một con lừa cỡ trung bình. Một con lừa bị lạc đang bối rối. Hi ha, Bốp phải đi thôi. Trời đang nóng dần lên. Sao thủy là hành tinh gần mặt trời nhất và có thể nóng tới khoảng 430 độ C. Nhưng sao thủy quay siêu chậm, vì vậy vào ban đêm nhiệt độ xuống thấp tới mức đáng kinh ngạc, âm 180 độ C. Sao kim. Thật may vì Bốp có lá phổi sắt, vì ở đây con người không thể thở bình thường. Sao kim được gọi là chị em của trái đất vì nó có cùng kích thước. Hành tinh của chúng ta chỉ lớn hơn một chút nên trọng lực ở đây gần như tương tự. Bốp có thể nâng bản sao nặng 68kg của mình và bản sao này có thể ôm một chú chó nhỏ dễ thương. Ok, sang mặt trăng nào. Bốp cảm thấy khá mạnh khi ở đây. Trọng lực trên mặt trăng nhỏ hơn trái đất gấp 6 lần nên Bốp có thể dễ dàng nâng chiếc xe tự hành mặt trăng. Thực ra anh có thể nâng 2 chiếc, mỗi tay một chiếc, tương đương 400kg. Alan Shepard là người duy nhất từng chơi golf trên mặt trăng. Một quả bóng golf mặt trăng nặng chưa đầy 28g. Một cú đánh tốt và quả bóng sẽ biến mất. Hóa ra nước có tồn tại trên bề mặt của mặt trăng. Đó không phải là đại dương hay một chút băng, mà chỉ là một số phân tử nước. Sa mạc Sahara có lượng H2O lớn hơn ở đây gấp 100 lần. Tuy vậy, đây vẫn là một khám phá tuyệt vời. Sao hỏa. Nếu từng đến đó, bạn sẽ cảm thấy sự nhanh nhẹn và sức mạnh. Trọng lực của sao hỏa yếu hơn 2,5 lần so với trái đất. Vì vậy, bạn có thể vượt qua các vận động viên chuyên nghiệp, miễn là họ vẫn ở trái đất. Bốp có thể nâng một chiếc xe mô tô trên sao hỏa và có quá trời chỗ đậu xe. Bốp đang nâng những quả tạ rất nặng. Nghỉ giải lao thôi nào. Ngắm cảnh chút nhé. Vì khói bụi và bầu không khí nên hoàng hôn ở đây có màu xanh dương. Ở phía chân trời, anh ấy có thể thấy một ngọn núi khổng lồ. Đó là Olympus, ngọn núi cao nhất trong toàn hệ mặt trời. Giờ hãy bay lên trên một chút, Phobos, một trong hai mặt trăng quay quanh sao hỏa. Ở trên này, Bốp gần như không cảm nhận trọng lực. Anh có thể nâng một chiếc xe buýt lớn. Và nếu Bốp muốn nhảy, thì đó sẽ là bước nhảy dài nhất trong lịch sử, vì anh ấy sẽ không bao giờ quay lại bề mặt của Phobos nữa. Đừng mở cửa, Bốp, đây là sao Mộc, một hành tinh khí khổng lồ. Tại đây không có bề mặt rắn, Bốp sẽ chỉ rơi vào một đám mây khí. Nhưng vì nặng hơn trái đất 317 lần, nên trọng lực của sao Mộc thực sự rất mạnh. Chân của Bốp mềm nhũn như thạch, ngay cả việc đứng lên cũng không dễ dàng. Tối đa anh chỉ có thể nâng được khoảng 27kg. Phải gia tăng sự tự tin mới được. Europa là một trong nhiều mặt trăng của sao Mộc và Bốp rất thích ở trên này. Anh có thể nâng tới 500kg. Giống như nâng một con ngựa trưởng thành ấy. Với sức mạnh như thế này ở trái đất, anh ấy đủ sức để lật một chiếc ô tô hoặc cả một chiếc xe buýt cỡ nhỏ. Nhưng bề mặt của Europa cho cảm giác rất kỳ lạ. Bốp cảm thấy gần như không trọng lượng và anh hơi sợ khi di chuyển. Hãy tưởng tượng kiểu bạn có thể bay đi bất cứ lúc nào. Tốt hơn hết là hãy tăng cân nếu bạn muốn ở lại đây, ăn hết mình thôi nào. Sao thổ, đây cũng là một hành tinh khí khổng lồ. Bốp sẽ thư giãn trên con tàu vũ trụ của mình. Ở đây Bốp cũng mạnh gần như khi anh ở trên trái đất. Trọng lượng tối đa anh có thể nâng là 64kg. Bốp sẽ không ở lại đây lâu đâu, vì gió trên hành tinh này rất mạnh và bầu không khí thì đầy amoniac, khá nguy hiểm ngay cả đối với Bốp. Titan, giống như Titanic. À, không phải đâu. Mặt trăng lớn thứ hai trong hệ mặt trời và có rất nhiều điều đang diễn ra ở đó. Hãy tưởng tượng một đại dương nước cực lớn ẩn dưới lớp băng và hồ được tạo thành từ các chất lỏng kỳ lạ. Có ethan, metan, butan, propan ở dạng lỏng. Đó là các khí trên trái đất.
Mặc dù không thể sống ở đây và chắc chắn không thể thư giãn trên các bãi biển địa phương, nhưng Bob vẫn có thể thể hiện sức mạnh điên rồ của mình. Ở đây, Bob có thể nâng 7 người lớn khoảng 490 kg. Việc này giống như ôm một con hải mã nhỏ, và tôi khuyên bạn đừng làm thế nhé. Sao Thiên Vương, đây là hành tinh băng khổng lồ lạnh nhất trong hệ mặt trời của chúng ta. Nhưng kỳ lạ là nó không có bề mặt rắn. May mà Bob có mang thêm một chiếc chăn. Nhiệt độ có thể xuống tới âm 224 độ C. Trọng lực ở đây chỉ yếu hơn trên trái đất một chút, nên Bob không thể phô diễn cơ bắp của mình. Thêm nữa là robot thì làm gì có cơ bắp. Nhưng anh ấy vẫn có thể nâng một vật nặng như chiếc bánh xe nhỏ của máy kéo. Giỏi lắm Bob. Sao Hải Vương, trọng lực ở đây mạnh hơn. Trên trái đất Bob có thể nâng 68 kg, chứ ở đây thì chỉ khoảng 60 kg. Và cũng như sao Thổ, gió có tốc độ khủng khiếp trên 2159 km/h, còn nhanh hơn cả F-22 Raptor. Sao Diêm Vương, đừng lo, Bob biết nó không hẳn là một hành tinh, nhưng ở đây bình lặng hơn nhiều so với sao Hải Vương. Bob nên mở một phòng gym ở đây. Tổng trọng lượng mà người bình thường có thể nâng ở đây là khoảng 1 tấn và bạn có thể nhảy lên cao 7,6 mét. Thế vận hội sao Diêm Vương sẽ rất hoành tráng cho mà xem. Ngoại trừ việc nhảy quá nhiều ở đây sẽ nguy hiểm. Bạn biết đấy, bạn không muốn vô tình nhảy ra ngoài không gian đâu. Trong tương lai, con người muốn sống trên các hành tinh khác. Vì vậy, Bob cần khám phá một chút bên ngoài hệ mặt trời của chúng ta. Proxima Centauri B. Nó chỉ lớn hơn trái đất một chút và trọng lực nơi đây gần giống như trên trái đất. Bob cảm thấy như đang ở nhà. Anh có thể dễ dàng nhấc cơ phó bằng kim loại của mình lên. Cơ phó cũng nặng 68 kg. Kepler-452b. Hành tinh này chỉ lớn hơn trái đất của chúng ta một chút, nhưng nó đặc hơn và nặng hơn nhiều. Trọng lực mạnh gần như gấp đôi. Bob có thể vặn vẹo tùy ý, nhưng cũng không thể nhấc nổi hai xô nước. Ồ, có lẽ đã đến lúc gọi phù thủy tập sự rồi. Nhưng Bob gặp vấn đề lớn hơn. Trong trường hợp thuận lợi nhất, bay đến Kepler-452b mất khoảng 26 triệu năm. Một vòng khứ hồi sẽ là hơn 50 triệu năm. Nhớ mang snack theo đó nha. LHS-1140b. Đây là một ứng cử viên xuất sắc cho ngôi nhà tương lai của chúng ta. Tuy nhiên, trọng lực ở đây có hơi khó chịu một chút. Nó mạnh gấp 3 lần trái đất. Bob ra ngoài để đi tản bộ và ngay lập tức có cảm giác như đang xoay vòng trên tàu lượn siêu tốc vậy. Mức nâng tối đa của anh ấy là chú chó robot Labrador mà anh rất cưng, khoảng 20 kg. Sao Neutron. Bob hiện đang ở bên ngoài hệ mặt trời. Dù rất nhỏ, nhưng một ngôi sao Neutron nặng đến bất ngờ và có trọng lực siêu mạnh. Nó là một trong những vật thể nặng nhất trong vũ trụ. Vì bề mặt của nó có một lớp vỏ mỏng bằng vật chất rắn, nên Bob có thể hạ cánh tàu vũ trụ xuống. Nhưng ở đây, chàng robot nhỏ tội nghiệp hoàn toàn bất lực. Anh còn chẳng nhấc nổi một quả diêm hay một cây kim. Bob thậm chí không thể đứng dậy. Trọng lực quá mạnh. Nó là phẳng anh thành chiếc bánh kép robot. Tạm biệt nhé, Bob.